Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Với chiều dài 518,4 km, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, Quảng Bình, Phố Nối Hưng Yên đi qua 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình. Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Trong đó đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh có quy mô lớn nhất trong các địa phương với chiều dài 141,52 km, 285 vị trí cột và 284 khoảng cột trên 113 khoảng néo thuộc 9 huyện thị xã. Đồng hành và góp sức cùng chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án thời gian qua, các ủy chính quyền các cấp của Hà Tĩnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư phục vụ thi công. Các sở ngành chính quyền địa phương, các cấp theo chức năng nhiệm vụ đã chủ động phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trên hiện trường, đảm bảo tiến độ cấp bách của dự án. Cẩm Xuyên là địa phương có khối lượng lớn nhất với chiều dài đường dây đi qua 30,6 km, gồm 62 vị trí móng trụ và 19 khoảng néo nằm trên địa phận 9 xã. Đây cũng là địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng kể từ khi dự án được triển khai đến thời điểm gần về đích vẫn còn vướng mặt bằng thông tin từ huyện cẩm xuyên cho biết đến thời điểm này riêng về phần bóng cột và hành lang tuyến địa phương đã bồi thường chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí 78,981 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành 62 trên 62 vị trí, bàn giao toàn bộ mặt bằng vi phạm hành lang tuyến đường dây 500 kV, đảm bảo thi công kéo giải dây cùng với việc tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương do dự án có 178 trên 285 vị trí cột đi qua khu vực rừng núi thuộc 9 huyện thị buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nên thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cũng đã dồn sức tập trung hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện việc chuyển đổi theo quy định. Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng yêu cầu trình tự thủ tục chặt chẽ, chính xác và phải trình qua nhiều cấp, nhiều ngành trước yêu cầu tiến độ dự án phải khẩn trương nên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã nỗ lực làm ngày làm đêm để sớm hoàn thành khối lượng công việc được giao đến nay Hà Tĩnh đã tham mưu cấp có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên diện tích 39 ha để phục vụ triển khai dự án thi công đồng thời tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng đối với hạng mục đường thi công với tổng diện tích 4,1633 ha rừng tự nhiên thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng Phòng hộ Nam Hà Tĩnh và công ty cao su Hà Tĩnh. Ngoài việc đốc thúc các sở ngành địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan kịp thời, trong giai đoạn nước rút đếm ngược ngày về đích quá trình thực hiện dự án 500 kV mạch 3, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để đưa dự án về đích đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng hành cùng dự án, trong thời gian vừa qua, tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã phối hợp huy động 2.700 lượt ngày công, hỗ trợ 53 hộ gia đình di rời nhà cửa, di rời 32 chuồng trại, vật kiến trúc nằm trong hành lang tuyến, hỗ trợ phát quang hơn 140 ha cây trên 173 khoảng cột tại các địa bàn đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên kịp thời trao tặng hơn 1.000 két nước và 400 thùng sữa động viên các tổ thi công dự án, làm đồ mối hỗ trợ đơn vị thi công thuê máy móc cũng như hỗ trợ công tác hậu cần có phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngoài ra, để hỗ trợ các đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm nghìn lượt người, gồm các lực lượng công an, quân đội, điện lực kiểm lâm cùng các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc. Nhờ vậy, mặc dù khối lượng công việc khổng lồ những đến nay, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang nỗ lực thi công những công đoạn cuối cùng để kịp về đích khánh thành trước ngày 2 tháng 9. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đối với hơn 15.000 người lao động của ngành điện đã từng tham gia thi công chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên. Không khó quên sau được khi mỗi người hàng ngày đã góp phần công sức nhỏ bé của mình và tiến độ thần tốc của một công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia và cả trong khu vực. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả đối với những người thợ truyền tải và đặc biệt là những cán bộ trẻ trưởng thành qua công trình đường dây 500 kV mạch 3 là khi đứng trên công trường đứng trước cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của cán bộ đảng viên, người lao động trên công trường đọc lời tuyên thệ. Ông Phùng Bảo Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc cho biết đây là phương pháp tuyên truyền cổ vũ phong trào rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên có hiệu quả thiết thực nhất là trong bối cảnh tiến độ cấp bách của dự án nên các chi bộ không có điều kiện để kết nạp tại trụ sở đơn vị được. Theo ông Phùng Bảo Anh, phát triển đảng viên là một trong những công tác trọng tâm của đảng ủy ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc nói chung và các tri bộ trong ban quản lý dự án nói riêng. Những quần chúng ưu tú vinh dự được kết nạp đảng ngay trên công trường hết sức có ý nghĩa, bởi đây là địa điểm gắn với một công trình trọng điểm được chính phủ, thủ tướng chính phủ, evn và evn npt đặc biệt quan tâm. Việc kết nạp đảng viên trên công trường đã góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích tinh thần người lao động. Qua đó, giúp các cán bộ, người lao động, các quần chúng ưu tú khác nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ có những giọt mồ hôi, những nỗ lực của các thế hệ ngành điện cũng được ghi nhận đầy đủ những quần chúng ưu tú trẻ tuổi qua việc tham gia thi công dự án đã thể hiện được nhiệt huyết tài năng với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí phấn đấu không ngừng và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng. Nhiều quần chúng ưu tú đã được xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể khẳng định Việc kết nạp đảng trên công trường đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, lan tỏa và tạo động lực để các quần chúng tiếp tục phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng, có phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Thủ tướng Chính phủ vừa có đề nghị xem xét trao tặng phần thưởng cao nhất cấp nhà nước cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nhờ những thành tích xuất sắc trong quá trình thi công đường dây 500 kV mạch 3. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN để đề xuất danh sách các tập thể và cá nhân có đóng góp nổi bật nhằm đảm bảo việc trao tặng phần thưởng diễn ra đúng quy định tại lễ khánh thành. Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại văn bản số 5966 VPCP CN ngày 22 tháng 8, lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 đối từ Quảng Trạch đến Phú Nối sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Buổi lễ bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút sáng tại tỉnh Hưng Yên và sẽ được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 8 tỉnh khác. Dự án có vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện 500 kV từ Bắc đến Trung, đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc hiện tại và trong tương lai, đồng thời nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia. Buổi lễ khánh thành sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu chính ở Hưng Yên, cùng với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại điểm cầu Hà Tĩnh và Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Thanh Hóa. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan cùng lãnh đạo các tỉnh mà dự án đi qua cũng sẽ có mặt, đặc biệt các đồng chí bí thư tỉnh ủy sẽ phát biểu chào mừng và chia sẻ về những đóng góp của dự án đối với sự phát triển của địa phương. Lễ khánh thành dự kiến thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc phát triển hạ tầng năng lượng bền vững cho đất nước.